Mến chào cả nhà, anh kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở ấp Lương Ngãi, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay theo anh Hiền, của anh Hiền cưa những cây xoài và cây sầu riêng bị chết khô. Xin mời cả nhà cùng theo dõi anh Hiền sẽ cưa như thế nào nhé. Anh Hiền bắt đầu leo cưa nha. Ông có đốn không? Ông chờ đốn đi, ông có đốn không? Đây con cha anh Hiền sẽ buộc mắt cưa lên cho anh Hiền nha. Bên dưới con thì sẽ cắt gọn ra để chú nhà làm
Thank you.
Tiền nó cười. Bye.
Ah!
thì anh Hiền cũng đã buộc cái mắc cưa sẵn này, chuẩn bị leo lên cưa bỏ cái sầu riêng. Những cái nhánh nó còn tươi có lá kim đây, còn phía đây thì giờ nó đã chết khô rồi. Giờ thêm cái kéo máy cưa lại. Thank you.
này một cái dây chắc đan xuống bên dưới. Này có con Hiền theo phụ. Đúng rồi, tối giặt luôn đi. Chừa lại để gắn cậu dâu tưới vườn. Mình kết thúc video tại đây. Tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà những video mới tiếp theo.